Không ít người trong chúng ta từng trải qua nỗi ám ảnh mang tên là chụp ảnh thẻ bởi những bức ảnh bị dìm hàng một cách rất là khủng khiếp. Khi xem video này, mình cam đoan rằng bạn sẽ không bị nỗi ám ảnh mang tên chụp ảnh thẻ đeo bám nữa, vì bạn sẽ tự chụp và tự thiết kế cho bản thân mình những bức ảnh thẻ đẹp lung linh ngay trên chiếc điện thoại của mình mà không cần phải đến cái tiệm chụp ảnh. Mình đã thử làm được những bức ảnh thẻ sau đây, bạn tham khảo thử nha. Rất là đẹp đúng không các bạn ha, rất là lung linh. Những bức ảnh thẻ này nè, bạn có thể nộp kèm vào cái CV xin việc hoặc là nộp hồ sơ online cho nhà trường hoặc cái cơ quan nơi bạn làm việc. Mình đã mang những cái file ảnh thẻ này mình ra cái tiệm rửa hình đó, nhờ người ta in ra, thấy chất lượng in ra rất là đẹp và cũng khá là ổn. Khi mà in ra thì bạn có thể dán vào hồ sơ cũng khá là chuẩn. Thì cái cách làm cũng khá là đơn giản. Trước tiên là bạn phải có một tấm ảnh chân dung nhìn trực diện giống na ná giống như thế này. Có thể là bạn tự chụp hoặc là nhờ người thân chụp cho bạn. Bạn nhìn thẳng về phía trước giống như vậy, hoặc là bạn có sẵn trong điện thoại những cái tấm ảnh chân dung mà nhìn thẳng về phía trước. Mình làm ví dụ cho bạn xem ha. Như bức ảnh này, tiên là bạn bấm vào cái nút chia sẻ dưới đây nè, kéo lên trên có một cái dòng lệnh gọi là công cụ làm ảnh thẻ. Bạn bấm vào, cái phím tắt này nó hiện ra cho mình một cái menu có ba cái chức năng. Thứ nhất là đổi nền xanh cho ảnh, thứ hai là ghép mặt vào ảnh thẻ có sẵn, thứ ba là dùng bản web. Mình khuyến khích các bạn là dùng cái chức năng đầu tiên là đổi nền xanh cho ảnh. Tiếp theo là chọn ảnh chân dung của bạn. Bạn bấm vào OK. Bạn tìm đến cái bức ảnh chân dung chuẩn bị sẵn ở trong album ảnh mà bạn muốn làm ảnh thẻ đó, bạn bấm vào. Ở đây nó tiếp tục nó hiện ra cho mình chọn cái tỷ lệ 2, 3 hoặc là 3, 4 thì mình chọn vào 3, 4. Chọn cái nền phía sau thì mình chọn màu xanh này đi. Có nghĩa là cái phím tắt nó sẽ tự tách nền và nó tự ghép cái nền xanh mới cho mình. Công việc tiếp theo của bạn là bạn phóng to, thu nhỏ, thể di chuyển để mà sao cho vừa cái bố cục. Như mình thấy tấm hình này nó hơi nghiêng thì bạn có thể xoay nghiêng rồi. Rồi mình thấy như vậy là vừa ổn. Sau khi bạn cảm thấy vừa ý rồi á, bạn bấm vào cái chữ xong bên dưới đã lưu vào album ảnh của bạn. Đây kết quả của bạn đó ha. Rồi rất là ổn bạn ha. Đây là bức ảnh đó là mình đã in ra đây. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một ví dụ thật là chậm để cho bạn dễ theo dõi ha. Mình có một bức ảnh chân dung nhìn chính diện giống thế này. Rồi bạn bấm vào chia sẻ dưới đây, đến cái phím tắt là công cụ làm ảnh thẻ, bạn bấm vào. Thì tiếp tục mình chọn giống như lúc nãy đó, đổi nền xanh cho ảnh. Rồi OK. Rồi bạn chọn tấm hình chân dung mà bạn muốn làm ảnh thẻ đó, chọn cái tỷ lệ, mình chọn 3-4 nha mọi nha. Chọn nền xanh, nghĩa là cái phím tắt mà làm ảnh thẻ nó sẽ tách cái phông nền dùm cho mình và ghép vào cái nền xanh mới trong cái khổ là 3x4. Rồi công việc tiếp theo là bạn phóng to, thu nhỏ và điều chỉnh cái tỷ lệ sao cho cân đối. Mình thấy nó bức hình hơi nghiêng, sẽ xoay lại cho nó ngay lại. Mình thấy như vậy là khá là ổn rồi đó ha. Sau khi mà vừa ý của bạn thì bạn bấm vào cái nút xong, cái chữ xong dưới đây nè. Bức ảnh nó được lưu vào album ảnh của mình. Mình trở ra album ảnh mình kiểm tra ha. Đây, mới vừa làm xong đây. Đây là bức ảnh mình cũng đã in ra. Thì bây giờ cái bức ảnh này mình có thể dán vào cái tờ CV xin việc hoặc là đính kèm để nộp hồ sơ online cho cái chỗ làm, cơ quan làm việc của mình á, hoặc là nhà trường thì khá là ổn mà ha. Không cần phải chạy ra tìm chụp ảnh, vừa mất thời gian mà đôi khi người ta chụp hình lại không có vừa ý mình. Đó là một cách. Cách thứ hai là bạn có thể làm nhanh hơn. Bạn vào phím tắt có sẵn trên điện thoại iPhone á, bạn bấm vào phím tắt. Trong cái công cụ phím tắt nó có sẵn cái phím tắt là công cụ làm ảnh thẻ, bạn bấm vào phím tắt mà ha. Nó sẽ hiện ra cho mình các chức năng để lựa chọn. Thì bạn chọn cái chức năng là đổi nền xanh cho ảnh. Nó kêu mình là chọn ảnh chân dung. Mình bấm vào OK. Rồi bạn chọn cái bức ảnh chân dung đã chuẩn bị sẵn nè.
Rồi chọn ảnh 34, nền xanh này. Cái phím tắt sẽ tự động tách nền cho mình, khá là ổn luôn bằng kiểm tra đường nét, tách nền rất chuẩn luôn. Theo là bạn phóng to thu nhỏ, bạn có thể xây cho vừa ý mình. Nếu đã vừa ý thì bạn bấm vào chữ dưới sông nè. Rồi tiếp theo là trở ra album ảnh để mà kiểm tra lại. Đây bức ảnh ban đầu nè, đây là ảnh thẻ. Khi mà xem video đến đây rồi, nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là trong cái menu chia sẻ nè, bấm vào thì không có công cụ làm ảnh thẻ này. Thì làm sao mà để thêm được cái phím tắt công cụ làm ảnh thẻ này vào trong cái menu chia sẻ? Hoặc là khi bạn truy cập vào phím tắt á, thì không có sẵn phím tắt công cụ làm ảnh thẻ nằm trong đây. Thì làm cách nào để thêm phím tắt công cụ làm ảnh thẻ này vào trong cái bộ sưu tập phím tắt trên điện thoại iPhone? Đầu tiên là bạn mở trình duyệt Safari lên. Bạn nhập vào cái ô tìm kiếm cụm từ là phím tắt VN. Rồi bạn bấm tìm ha. Đây, nó hiện ra cái trang web đầu tiên, bạn bấm vào. Rồi tiếp theo là bạn vú lên trên để tìm cái phím tắt. Đây, cái phím tắt công cụ làm ảnh thẻ nè bạn ha. Bạn bấm vào. Lúc này nó hiện ra quảng cáo thì bạn bấm vào chữ X thì tắt quảng cáo. Bạn vú lên trên. Có cái dòng là nhận phím tắt mà thấy không? Bạn bấm vào. Thì lúc đó nó sẽ xuất hiện trong cái đây. Thì xuất hiện trong công cụ làm ảnh thẻ cho bạn. Tiếp theo là bạn bấm vào cái dấu ba chấm đây nè. Bấm tiếp vào đây. Khi mà vào đây thì nó sẽ hiện ra là trong bảng chia sẻ. Thì bạn tích qua cái trượt qua bên đây để hiện ra màu xanh, có nghĩa là mở nó lên á. Xong. Tiếp theo đó bạn bấm vào bức ảnh, vào nút chia sẻ bên dưới đây, bạn kéo lên trên. Thì trong cái menu chia sẻ này sẽ xuất hiện cái dòng lệnh là công cụ làm ảnh thẻ cho bạn. Nó sẽ xuất hiện trong đây cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.